Một trong những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện đề án đổi mới giáo dục, đào tạo của trường quân sự quân khu 1 là bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Và mô hình giờ giảng mẫu là một bước đổi mới, đột phá hiệu quả. Giờ giảng mẫu có nghĩa là một giáo viên giảng một nội dung nào đó, tập trung vào vấn đề là phương pháp mẫu, nội dung chuẩn bị mẫu và bài giảng triển khai mẫu. Ở mỗi một đối tượng, chúng tôi thực hiện một bài giảng mẫu, một giờ giảng mẫu để trên cơ sở đó thống nhất trong toàn khoa nội dung và phương pháp triển khai. Nó giúp cho là không những khoa khoa học nhân văn nói riêng và các khoa trong nhà trường nói chung là nâng cao năng lực và trình độ phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Còn với mô hình giờ giảng hay, tiết học tốt, không khí tại buổi học của đối tượng sĩ quan dự bị luôn sôi nổi và hào hứng. Với mô hình này, người học luôn luôn là trung tâm của bài giảng. Khi giáo viên liên tục đưa ra các câu hỏi, đặt ra các tình huống sát với thực tế nhiệm vụ. Phương pháp này giúp học viên tập trung tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn. Trong quá trình giảng dạy thì thầy luôn luôn là đặt cho chúng tôi những câu hỏi, những tình huống. Nhờ đó mà chúng tôi cảm thấy là không bị nhàn chán. Theo phương pháp giảng dạy của thầy thì sẽ trang bị cho tôi rất nhiều kiến thức để khi mà chúng tôi ra trường hoặc là sau này công tác tại địa phương thì có thể sử dụng những kiến thức. Ví dụ như là gặp tình huống ở địa phương thì chúng tôi có thể xử lý được. Tháng 5 30 nhá. Cũng mạnh. Đấy. Dán giải ra. Từ bếp qua dãy này vào hầm 1 này. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đấy. Đấy đúng rồi. Tại sao trên là vừa nồi này, đây là hình tang trống này, em khoét này sau này là lửa sẽ trông chung quanh này này, để nó bám thành xoong. Đấy này là bảo đảm nó đủ giữ nhiệt, trên là khoét phải tròn đều. Đây nào thế, đừng nhắm chân vào cái chỗ cửa bếp này nó sẽ sập, hiểu chưa? Đấy, rất là quan trọng. Chỗ kia chưa tròn là mình phải lựa chỗ kia, đấy, góc của mình phải nhìn nó tròn đều, như là xung quanh cái xoong đấy. Kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, và thực hành thì làm sao gắn với cái từng đối tượng để làm sao xây dựng cái chương trình, kế hoạch làm sao phù hợp. Cũng như là tăng cái huấn luyện đêm để bảo đảm cái tác chiến đêm trong cái thời kỳ mới này, đặc biệt trong cái đối tượng này. Chúng tôi là cái đối tượng đào tạo là quân sự làm chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn, và đặc biệt nhất là chú trọng cái hình thức huấn luyện đêm để sao đưa người bộ đội, đưa cái dân quân tự vệ sát với cái điều kiện thực tế trong chiến đấu đêm. Khi đưa ra đây huấn luyện và trong quá trình lên lớp cho bộ đội giám sát, kiểm tra từng khâu từng bước rất là chặt chẽ để bảo đảm cái chất lượng người học viên khi ra trường, bảo đảm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sau này trên cương vị từng vị một. Khi em đặt nồi, thế nồi cân rồi nhá, ấn đều xoay cân rồi ấy, thì sau khi các em nhìn thấy là toàn bộ cái nồi với cái mặt bếp nó cân nhau, cách mặt bếp phải 5 cm là thấy cân là được rồi. Sau khi xong thì em sẽ xung quanh em nhìn là có những cái chỗ nó sắt và có nghĩa là nó hở, sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng bằng xẻng. Đây, chúng ta sẽ miết nó kín để khi chúng ta đun thế này thì cái nhiệt nó khỏi thoát qua đây, để bảo đảm nó có nghĩa là nấu cho nhanh, hiểu chưa? Bước ra ngoài thao trường thực địa để thực hành, bản thân tôi là cảm thấy là một sự khác biệt rất lớn. Khi ra thao trường làm thực tế thì các thầy rất tận tình và chỉ bảo chúng tôi từng tí một, nên là khi được thực hành nhiều là chúng tôi cảm thấy là nó áp sát với thực tế chiến đấu nhiều hơn, để vận dụng cho mình, để áp dụng khi xảy ra những cái tình huống thì mình có thể vận dụng linh hoạt và thuần thục hơn. Được huấn luyện ban đêm này thì nó sát với thực tế chiến đấu nhiều hơn và nâng cao cái rèn luyện xử lý mọi tình huống áp dụng vào thực tế trong huấn luyện cũng như chiến đấu. Với quan điểm là điều chỉnh nội dung là giảm thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành và tăng cường huấn luyện đêm, rèn luyện ngoại khóa để sát với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương. Chính vì vậy là trong những năm qua thì đối với cái chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng lên và có chuyển biến rõ rệt. Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát thông qua cái nắm tình hình về kết quả đào tạo của học viên ở tại ngoài đơn vị cơ sở. Trên cơ sở đó là nhà trường cũng đã điều chỉnh cái nội dung chương trình phù hợp với cái đối tượng và mục tiêu cầu đào tạo. Và thông qua kết quả khảo sát thì cái chất lượng học viên sau khi ra trường trên cương vị chức trách được giao thì các đồng chí cũng đã hoàn thành và đảm đương được cái nhiệm vụ chức trách sau khi ra trường ở tại đơn vị và cũng địa phương của mình. Những năm qua, phương châm rèn cán rồi mới rèn đinh, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo với nhiều hình thức. Duy trì nghiêm nề nếp, chất lượng hoạt động như dự giảng, giảng thử, bình giảng, giảng mẫu. Thông qua bài giảng để bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. Thì theo quan điểm của chúng tôi là để nâng cao chất lượng của người thầy thì trước hết là phải việc tự học, tự rèn của những người thầy đó
nó phải là hết sức nghiêm túc và có cái ý chí cố gắng phấn đấu nỗ lực trong cái nghiệp vụ chuyên môn của mình. Từ cái tự học tự rèn đó sẽ trang bị cho những người giáo viên có những cái trình độ đáp ứng với cái sự phát triển của học công nghệ hiện nay. Trên cơ sở đó là truyền thụ lại cho người học những cái kinh nghiệm từ thực tế và thực tiễn, chứ không phải là trên sách vở, trên lý thuyết.